Quý vị coi kinh Bi Hoa đi. Trong kinh Bi Hoa, Đức Phật nó nói ra một chi tiết mà Thiện Nhân rất là ấn tượng, đó là Đức Phật nói rằng ta hành đạo, mà hành Bồ Tát đạo á, khổ hạnh đó, về bố thí đó, về trị những cái việc tu mà khổ đó là nhất rồi, chỉ có 8 vị Phật, 8 người có thể ngang bằng người ta thôi. Mà trong đó đó hiện nay đã có 4 người thành Phật rồi, còn 2 người đang làm Bồ Tát, còn 2 người chưa phát tâm. Đức Phật có thể nói được như vậy luôn đó, quý vị thấy Đức Phật Thích Ca nói là chỉ có 8 người bằng ngài thôi, nếu mà thành khổ hạnh về tu bố thí ba la mật như vậy vân vân, chỉ có 8 người trừ vô lượng kiếp về quá khứ với vô lượng đời vị lai, chỉ có 8 người bằng ngài thôi. Mà ngài nói là hiện tại 4 người đã thành Phật, 2 người đang làm Bồ Tát ở cái 2 phương khác đó, đang ở nơi phương khác vẫn có 2 người. Bây giờ còn 2 người chưa phát tâm, chưa phát tâm mà Đức Phật biết luôn. Quý vị thấy tuyệt vời không? Nếu mà Đức Phật biết từ tận cùng đời vị lai, biết luôn tận cùng quá khứ vô thủy đến vị lai vô chung, ngài biết rõ. Cho nên ngài thấy trí huệ của ngài siêu việt như vậy, ngài nói được điều đó. Thì ngài nói nếu mà đã phát tâm rồi á, ngài nói á, thì không nói gì. Mà đằng này ngài nói là chưa phát tâm, có 2 người nữa chưa phát tâm, chưa phát tâm Bồ đề, chưa phát tâm Bồ đề mà ngài đã biết rồi á, quý vị thấy không? Ở đó chứ còn nếu mà mình đã phát tâm Bồ đề thì họ ký thì chuyện nhỏ, đấy mới là điều kỳ diệu. Đức Phật nói chưa, còn 2 người nữa chưa phát tâm, đợi quý vị đó, quý vị phát tâm đi. Quý vị đọc kinh Bi Hoa xong rồi quý vị không hết nói phát tâm luôn. Vì sao? Chỉ có Đức Phật Thích Ca mới được phát tâm. Ngài nói là từ trong quá khứ cho đến tận đời vị lai không có ai làm khổ hạnh hơn ngài được đâu, không có, ngài khổ hạnh nhất rồi. Đức Phật Thích Ca mà coi xong rồi mình nói ôi thật sự Đức Phật quá tuyệt vời. Mình nói cho nên là hồi sau khi coi con xong kinh Bi Hoa xong, nghe xong kinh Bi Hoa xong, Thiện Trang nghĩ đúng là thật sự tất cả chư Phật á, độ chúng sanh á, độ thường là thế giới trang nghiêm, khi mà chúng sanh nó thành tựu phần nào rồi mới sanh về thế giới trang nghiêm. Giống như Đức Phật A Di Đà, ngài mà tiễn cũng người cũng khá khá rồi, tu cũng khá khá rồi mới về được được thế giới đó. Đó rồi ngài độ dễ, hoặc là Phật Dược Sư hay là những Phật khác. Còn chỉ có Đức Phật Thích Ca là nguyện trong đời ác ngũ trược á, khi mà tuổi thọ loài người rất thấp rất ngắn, cái ác nó rẫy đầy bao nhiêu chúng sanh, toàn là phá giới phạm này ông kia, làm bao nhiêu nghiệp ác, mà Đức Phật nguyện ở trong đời đó giúp cho chúng sanh để cho gì, trồng căn lành, trồng bồ đề. Không phải mỗi thân Phật này đâu, ngài thành được Bồ Tát đạo từ từ thời mà nếu mà theo kinh Bi Hoa là thấy thời phát tâm, sơ phát tâm của ngài không biết sơ từ đâu, nhưng ít nhất theo kinh Bi Hoa ngài là đại thần Bảo Hải đó, từ đó đến đây đó đó là gì, 2 hằng hà sa kiếp rồi. 2 hằng hà sa tức là cái số cát như nhiều như sông Hằng mà 2 lần như vậy đó, 2 hằng hà sa kiếp rồi ngài hành Bồ Tát đạo như vậy. Cho nên là thấy ôi nể quá, thật sự chỉ có ngài thôi. Lúc nào trong đời kiếp khó khăn nhất, đời mà không chúng sanh khó độ nhất, ngài xuất hiện, ngài dùng nhiều cách để điều phục chúng sanh. Ví dụ như trong nhiều trong đó ngài có kể khi chúng sanh làm ác quá đúng không, chúng sanh không tin gì hết nè, thì ngài phải làm gì để mà độ chúng sanh? Ngài phải thị hiện thân dọa xoa, dọa xoa là quỷ dọa xoa đó, xuống với thân hình to lớn rất là hung dữ xuống để mà hù dọa chúng sanh. Chúng sanh thấy ngài sợ chết khiếp đi đó. Sợ ngài, ngài nói là nếu mà không nghe lời ngài là ngài giết, ngài ăn thịt tụi mày đó. Cho nên là gì, chúng sanh sợ khiếp như vậy đó. Ngài nói bây giờ nghe lời ta, bắt đầu dạy cho họ trì giới, dạy cho họ tu thập thiện, vì sợ quá mà nó phải hiện những thân hình đó độ chúng sanh đó quý vị. Cho nên là từ đó mà trồng căn lành cho chúng sanh, tại vì trong đời ác ngũ trược dễ gì bây giờ nói nó không nghe đó, bây giờ nó không nghe phải hiện những thân như thế. Cho nên là Đức Phật nói trong kinh, cho nên từ đó giải thích cho câu trong kinh Địa Tạng nói là gì? Ta hiện ra thân thì
thân trai, thân gái, thân trời, thân rồng, thân rừng, núi, ao, rạch, suối, ngòi, cho nên hiện thân Thanh Văn La Hán Bích Chí Phật Bồ Tát để độ chúng sanh, chứ chẳng phải riêng chỉ thân Phật hiện ra trước chúng tôi đâu. Đó, quý vị nghe những cái đoạn như vậy mình thấy rất là cảm động. Mà sau khi nghe thông kinh Bi Hoa là thành ra thôi thua, con chào thua, con không thể làm việc như Phật. Con cũng chắc là con thấy là hai vị cuối cùng trong đó nữa chắc không có tên con. Đó, khó quá, thật sự Đức Phật có thể trong một đời quá khứ khi mà chúng sanh nó có nạn đói đó, tức là do gì? Lúc đó đời đó ngài là Chiến Luân Thánh Vương. Chiến Luân Thánh Vương là cai quản nguyên một châu trong thiên hạ, chúng ta ấy nói là cai quản nguyên trái đất á. Y như vậy, hoặc là coi nguyên cái dãy ngân hà, đó, mà ngài có 6 người con, 6 người con nó không chịu phát tâm bồ đề, bao nhiêu người khác thì bảo phát tâm bồ đề, phát tâm, 6 người con không phát tâm, ngài mới nói là có con phát tâm đi, các con muốn gì, có con phát tâm, thì 6 người con nói bây giờ cha, cha hãy chia cho con cõi, hãy cho con cõi Nam Thiện Bộ Châu, coi như chia trái đất cho con đi, chúng con sẽ phát tâm. Vậy là ngài nhường ngôi luôn Chuyển Luân Thánh Vương, chia làm 6 phần rồi ngài đi xuất gia. Ai ngờ xong đi xuất gia xong rồi 6 đứa con nó không làm theo, nó không cũng không phải phát tâm bồ đề, mà nó đem quân nó đánh nhau, nó tranh giành, nó đánh đánh tơi tả, vì đánh quá trời cho nên tự nhiên chiêu cảm ra thiên tai dịch bệnh đủ ha, chúng sanh đói khát không có thức ăn uống, chiến tranh liên miên mà giống như bom nguyên tử, bom hạt nhân vậy đó quý vị. Bây giờ chiến tranh như vậy là đâu đâu lấy đâu mà thức ăn nữa đó. Mà ngài thấy sau khi ngài tu hành một thời gian thấy không ổn rồi, ra ngoài ngài không có cách nào, cho nên ngài phát nguyện là gì? Cứu chúng sanh. Bằng cách nào? Ngài phát nguyện là khi ngài lao lên cái hòn núi đó thì hiện toàn thân của ngài biến thành một núi thịt lớn như vậy để chúng sanh có thể ăn thịt ngài mà sống đó. Ngài có thể hành Bồ Tát đạo như vậy, và suốt như vậy ngài giúp cho chúng sanh nào từ người có thể lấy thịt được ngài mà ăn, cho các chim chóc có thể uống máu ngài, vân vân, làm suốt vậy cả hình như 10.000 năm để mà cứu nạn đói cho chúng sanh. Như vậy chúng ta làm được không? Không làm được đó. Cho nên những gì bố thí mà khó khăn nhất trong đời quá khứ cho đến tận đời vị lai không có ai hơn ngài nữa hết á, không có ai hơn ngài. Cho nên là người mà ngài giáo hóa để phát tâm bồ đề đó là vô lượng vô biên vô số, tại vì vô tận đời quá khứ giờ là ngài đã tạo rất nhiều những việc như vậy và đều giúp cho chúng sanh phát tâm bồ đề. Cho nên từ khi đang nghe được đoạn đó thì đang thấy ôi tuyệt vời, đúng là Đức Thế Tôn của mình. Và ngài lúc đầu ở trong kinh Bi Hoa ngài nguyện là gì? Khi kiếp đạo binh loài người tuổi thọ 120 tuổi ngài xuất hiện ở đời, nhưng mà khi sau này ngài quán sát thế nào đó ngài xuất hiện ở đời là lúc người 100 tuổi, tuổi thọ ngài người 100 tuổi. Còn Đức Di Lặc của Bồ Tát đó quý vị, ngài Di Lặc ngài cũng hay lắm, ngài cũng nguyện trong kiếp đau binh, tức là khi mà người người đang nạn đây nè, gặp nạn nè, ngài cũng sẽ giúp chúng sanh đó. Cho nên ngài mới gọi là từ hỷ Bồ Tát đó, từ bi mà đó. Rồi từ bi thế nào? Ngài nói là ngài sẽ ủng hộ chúng sanh trong kiếp đạo bình bằng cách nào? Ngài sẽ dùng nhiều ứng hóa thân tới thế giới này để giúp chúng sanh, gọi là cứu đi cái nạn đạo bình đó. Không biết ngài dùng nhiều thôi, dùng giúp nhiều phương tiện đoạn để giúp chúng sanh đoạn ác tu thiện, đến khi mà nhân duyên thành thục ngài mới thị hiện ra thân Phật đó. Cho nên ngài thị hiện lúc ở đời loài người lúc đó là 8 vạn tuổi, 80.000 tuổi. Thật ra là trong quá trình hiện nay Đức Di Lặc ngài cũng đã ở nhân gian để giáo hóa chúng sanh rồi, chứ không phải là không. Cho nên là quý vị hãy coi những đoạn đó mà thật sự mình rất ấn tượng. Kinh Bi Hoa rất dài, dài hơn cả kinh Diệu Pháp Liên Hoa nữa. Không dễ gì coi được, chữ rất nhỏ, rất dài, dài hơn cả kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quý vị coi một ngày là hết, coi từ sáng đến tối hết, nhưng mà có thể không hiểu. Nhưng còn kinh Bi Hoa quý vị coi 2 ngày mới hết, rất dài. Nhưng mà chủ yếu là nói về nhân hạnh trong đời quá khứ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhiều. Ngài đã giúp biết bao nhiêu người phát tâm Bồ Đề, trong đó ngài giúp ngài vua Vô Chánh Niệm, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà phát nguyện.
Lần đầu tiên Sơ Bạc Tâm chính là nhờ Đức Bổn Sư, tức là Đại Thần Bảo Hải giúp cho Ngài. Đó. Cho nên coi qua đó mình thấy rất là tuyệt vời. Chỉ có Phật mới làm được, Phật mới nói được những điều đó. Ai làm được đâu. À, trong quá khứ đến vận tận đời vị lai mà chưa có hai người chưa quan tâm chờ quý vị đó. Hay quý vị hy vọng là người nào đó sẽ làm được. Hiện trang coi thì trang kêu khó quá, thật sự là quá khó, không thể nào mình làm cũng được như vậy. Bố thí gì mà bố thí xả hết luôn, không còn một thứ gì. Bố thí chúng sanh thích gì là cho đó, bố thí tiền tài của báu rồi bất cho nên thân thể cho nên máu thịt bố thí hết cho chúng sanh luôn. À, bố thí như vậy bao nhiêu vô mà cả hằng hà sa kiếp rồi mà ở hằng hà sa thế giới rồi chứ không mỗi không phải mỗi thế giới này đó. Cho nên ngài ngài thị hiện như vậy, ngài bây giờ mới ngài tới cứu chúng ta đó, mà ngài cũng gì từ bi. Cho nên quý vị thấy trong đời sau này quý vị thấy trong đời ác ngũ trược á, khi tuổi thọ là người giảm đó, mà như chúng ta đây nè thì hầu như không có Phật ra đời đâu. Quý vị coi lại các vị Phật nhớ, ra đời không có, tiền nhân coi thấy các vị Phật ra đời toàn khi tuổi thọ là người cao.